theo. Dạ. Cho mẹ hỏi từ tiếng Anh nào là dài nhất? Từ dài nhất trong tiếng Anh là supercalifragilisticexpialidocious, có nghĩa là vô cùng tuyệt vời. Còn từ nào nữa không? Pneumonal ultramicroscopic silico volcano corneosis, có nghĩa là một loại bệnh phổi. Các bạn còn biết từ nào nữa không? Comment phía dưới nhá.